Xin chào các bạn, tôi chỉ rất vui được gặp lại tất cả các bạn trong series hướng dẫn thực hành đồ họa với phần mềm Corel Draw 2017. Thì như mình đã giới thiệu ở bài trước thì 2017 là cái phiên bản X9 của phần mềm Corel Draw, tức là phiên bản thứ 19. Thì như vậy thì phần phía trước thì mình đã giới thiệu sơ nét qua những cái đổi mới của phần mềm này, đồng thời là giới thiệu lại cái giao diện làm việc của phần mềm Corel Draw. Và hôm nay thì để đi sâu vào phần thực hành thì chắc mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái banner, một cái bảng hiệu đơn giản thôi. Thì cái này sẵn dịp mình được nhờ làm thì mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn những cái kỹ thuật cơ bản thôi nha các bạn. Còn đối với mỗi người thì thẩm mỹ mỗi khác, cho nên là các bạn cứ cố gắng trau chuốt là chúng ta sẽ có một cái sản phẩm thật là hoàn thiện. Thì ở đây thì mình cũng nói trước là đối với mình thì đây là cái những cái phần mình tự học và tự làm, có những cái kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn, cho nên là nếu các bạn nào có những cái kiến thức nâng cao hơn thì các bạn có thể comment, chia sẻ, bình luận bên dưới và hãy ủng hộ mình nha. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đây đây là giao diện làm việc của phần mềm Corel Draw 2017. Thì nếu các bạn thắc mắc những bộ thành phần như thế nào trong đây, thế nào tại sao nó được có cái giao diện này, thì các bạn vui lòng xem lại cái bài trước của mình nhé. Đầu tiên chúng ta tạo một tài liệu mới. Thì như vậy cái banner, cái bảng hiệu của mình được yêu cầu đó là 4m 25. Thì mình sẽ vô nhập 4.25. Thì như vậy mình để ý luôn các bạn, ở đây thì giờ đây là cái 4.25. Tại sao mình nhập 4.25? Đây là cái tại mình sử dụng cái hệ đo lường trong máy tính là mình hệ đo lường của Mỹ. Còn nếu các bạn đã chỉnh sang hệ đo lường của Việt Nam thì các bạn vui lòng 4.25 nha. Có nhiều bạn cái series X7 thì có đặt câu hỏi với mình là tại sao mình em nhập vô thì nó cứ không đúng kích thước. Thì cái này nó khác nhau dấu phẩy dấu chấm thôi. Thì các bạn vui lòng vào Windows nè, vào phần cài đặt nè, chúng ta vào phần language. Như vậy thì chúng ta sẽ có phần time and language. Thì các bạn vô chọn reason and language. Thì các bạn vui lòng nhập cho mình là, nếu các bạn chọn country and reason thì các bạn vui lòng là chọn Việt Nam. Nếu các bạn chọn Việt Nam thì cũng được, United States cũng được. Nhưng mà cái điều đặc biệt là các bạn phải chọn ở đây, tức là chúng ta phải set up lại cái nhập liệu và cái dùng nè. Format number thì các bạn vui vào vào đây. Đối với Windows 7 hoặc là Windows 8 á thì các bạn có thể vào trực tiếp control panel, các bạn tìm cái này luôn, region, sau đó bạn change desktop and number format thì các bạn sẽ có thể thay đổi được. Thì ở đây mình đã chọn format là English cho nên mình nhập dấu chấm nha các bạn. Còn nếu các bạn chọn format là Việt Nam ở dưới đây thì các bạn sẽ là nhập dấu phẩy. Thì tương tự như vậy, các bạn xài Excel hoặc là Word thì các bạn nhập 5.2 thì nó mới hiểu là con số là 5.2. Còn nếu các bạn nào nhập 5.2 thì nó sẽ không hiểu. Nếu các bạn chọn Việt Nam, Việt Nam dấu chấm là để phân cách phần phần ba con số, phần ngàn, còn dấu phẩy là phân cách phần nguyên. Còn đối với format của English đó là tiếng Anh của Mỹ hoặc Anh gì chẳng hạn thì format phần nguyên của nó là dấu chấm và format phần ngàn mới là dấu phẩy. Các bạn lưu ý được chỗ đó để các bạn nhập chính xác nhất cái số đo của mình. Rồi, các bạn nhớ nhé, change desk style and number format. Rồi, thì như vậy thì chúng ta sẽ đóng cái này lại. Thì mình yêu cầu là 4.25m và 1.5m. Rồi sau đó mình sẽ chọn đơn vị là mét. Thì cái đơn vị này các bạn phải chọn trước luôn chứ không phải là sau khi nhập xong các bạn chọn. Thì sau đó chúng ta chọn hệ màu là CMYK, tại cái này là bảng hiệu thì cần phải in ra chứ không phải là để trưng cho vui. Rồi sau đó các bạn chọn OK. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái khung hình chữ nhật như đây. Đây là cái gọi là cái document nha các bạn. Document tài liệu, thì tài liệu thì gồm có nhiều trang giống cuốn sách vậy đó. Một document thì nhiều trang. Cái đó là quy chuẩn của thế giới rồi, của phần mềm máy tính rồi, các bạn lưu ý điểm đó để mình khi mà mình thi phát âm, khi mình hướng dẫn thì các bạn lưu ý. Rồi ở đây thì chúng ta có thể tạo được nhiều trang, tuy nhiên là các bạn hiểu thì chắc nhiên mọi làm việc trên document này thôi. Thì đầu tiên, cái bước đầu tiên sơ khởi nhất mà mình kinh nghiệm nhất đó có các bạn là bạn phải tạo một cái khung, tạo một cái shape vào, các bạn vào Rectangle Tool đây. Thì các bạn đây nhớ nha, Rectangle Tool F6 thì các bạn tạo một cái khung, cái khung này hình chữ nhật và đúng bằng với kích thước chúng ta sẽ thiết kế. Thì lý do tại sao mình phải tạo như vậy thì rất đơn giản thôi, để chúng ta dễ canh chỉnh các đối tượng với nhau và chúng ta làm nền nhanh hơn vậy thôi. Sau đó khi các bạn tạo khung xong, cái công cụ Docker ở đây các bạn vui lòng là lúc nào cũng phải có công cụ align distribute. Những cái Docker là mình nói là những cái Docker mà thường xuyên sử dụng đó là align distribute nè, position nè và test property và offset property, các bạn phải chọn sẵn hết đi. Sau đó các bạn chọn align distribution, các bạn chọn vào align offset to. Các bạn chọn nó thì nó sẽ tự canh theo cái trang của chúng ta, tài liệu của chúng ta vào chính giữa luôn. Thì cái này để hiểu tại sao như vậy thì các bạn vui lòng xem lại bài trước nha, mình đã hướng dẫn hết rồi.
Rồi, trong trường hợp này thì mình được yêu cầu thay đổi kích thước của cái tài liệu này thì làm cách thế nào? Thì các bạn cứ nhập tới đây thôi. Thay vì 4.25 thì mình đổi là 4.5 thì mình sẽ sửa ở đây luôn. Bạn muốn sửa lại kích thước là bao nhiêu thì nó sẽ tự động hiển thị bao nhiêu. Và cái khung này chúng ta chỉ cần kích vào cái khung này, chúng ta chọn thì chúng ta có thể sửa lại cái số liệu ở đây. Đó. Rồi nếu là lưu ý là các bạn nếu mà chọn đây chúng ta nhấn ổ khóa thì nó sẽ thay đổi theo tỷ lệ. Bây giờ bạn thay đổi một cái thông số chiều dài thì nó sẽ đổi thêm chiều cao luôn theo cái tỷ lệ của chúng ta ban đầu. Nếu mà các bạn bỏ chìa khóa này thì khi bạn thay đổi một đơn vị thì nó sẽ không thay đổi đơn vị thứ hai. Đó thì các bạn vui lòng lưu ý chỗ đó. Rồi 4.5. Đây chúng ta sẽ có 1.5. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một cái khung làm việc như thế này. Các bạn có thể là để đối tượng này các bạn có thể tô nền trắng cho nó luôn đi. Đó. Lý do ví dụ một lát nữa các bạn không tô nền trắng, các bạn chi trí nhiều quá thì các bạn có thể là chúng ta có thể là có cái nền trắng chứ không phải là trong suốt khi bạn xuất file PNG. Rồi, để tránh mất thời gian thì bây giờ mình sẽ đưa vào nội dung luôn. Như vậy thì ở đây mình sẽ thiết kế một cái banner cho trung tâm Anh ngữ thì mình phải cần đồ tiên là những cái thứ nào thì tất nhiên là phải có logo, phải có tên, sau đó là phải có cái nội dung quảng cáo, rồi sau đó địa chỉ liên lạc thì các bạn cứ chia bố cục trước thì các bạn sẽ dễ làm hơn. Ví dụ như mình thích thường địa chỉ liên lạc mình sẽ để dưới ha, số điện thoại rồi email rồi địa chỉ gì đó. Rồi cái logo thì mình có thể chia là bên trái hoặc bên phải hoặc là giữa thì tùy theo cái kích thước mà chúng ta sẽ chia cái bố cục logo. Thì như vậy cái logo thường chúng ta sẽ để bên trái hoặc bên phải đối với bố cục hình chữ nhật này thì nó sẽ hợp lý hơn. Nếu các bạn để giữa thì cái bố cục của chúng ta sẽ bị thu hẹp cái phần ở giữa center này để dành cho nội dung và đồng thời hai bên này nó sẽ rất là trống. Như vậy cái bố cục của chúng ta nên nó không hợp lý lắm. Nếu các bạn thiết kế trên một cái bố cục hình chữ nhật mà chiều cao nó khá tốt như là khá khá cao như này gần bằng chiều dài thì các bạn có thể bố cục cái logo ở giữa thì nó sẽ hợp lý hơn. Nếu bạn bố cục bên trái thì cũng được không sao, nhưng mà nhiều khi chúng ta lại dư quá nhiều khoảng trống thì ở giữa thì nó lại không thích không hay. Các bạn là bố cục chú ý cái bố cục đó. Rồi chúng ta Ctrl Z để undo lại những cái thao tác vừa nãy. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ bố cục cái logo nằm đây. Rồi sau đó cái tên có thể chúng ta sẽ bố cục nằm đây. Đó, rồi phần nội dung chính là nằm đây, những nội dung cũ có thể nằm đây, nằm đây. Những hình ảnh thì như vậy thì ở đây có thể chèn hình ảnh vô đây đây đây. Nói chung là chúng ta có thể chia bố cục tạm thời là như vậy để chúng ta có một cái thiết kế. Thì các bạn có thể lần lượt làm những cái bố cục như thế này để chúng ta hình dung thôi, chứ mình thì ví dụ làm thì mình không có cần phải chia ô làm gì cho mất công, mình cứ đưa lên thì mình điều chỉnh từ 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 thôi, chậm chậm từ từ dần quen thì chúng ta sẽ làm rất là nhanh. Rồi sau đó chúng ta sẽ import một cái đối tượng vào thì logo tất nhiên là bạn phải mở một cái file vector, bạn phải import một cái file vector nào đó. Rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ import một cái đối tượng, ở đây mình ta sẽ import một cái logo cho các bạn. Để đây mình sẽ có một cái file vector logo mà khách gửi cho mình đây. Thì vector có thể tồn tại rất là nhiều định dạng, các bạn có thể file Corel, có thể file AI hoặc có thể file PDF. Thì các bạn vui lòng là chúng ta vẫn có thể sử dụng file PDF với dạng là nó là một cái vector, người ta sell qua file PDF. Thì các bạn có thể sử dụng file PDF rất là bình thường. Nhiều bạn thì thắc mắc ủa sao file PDF lại không gửi cho tôi file PDF mà không gửi file vector. Thì mình cũng không biết trả lời sao đối với các bạn thì file PDF cũng là file vector, cho nên các bạn lưu ý là chúng ta trong trường hợp này thì chúng ta sử dụng file PDF hoàn toàn là hợp lý và các bạn phóng bao nhiêu nữa thì nó sẽ không bể tại vì nó là vector. Thì vậy thì các bạn có thể lấy được một cái vector như thế này. Nếu trường hợp nó không phải vector thì các bạn phải đảm bảo cái file chúng ta import vào một cái file logo, import vào thì cái độ phân giải cái chi tiết của nó phải tốt, ví dụ như cái logo hình chiếc lá này thì các bạn import vào thì nó sẽ ra cái kích thước thật của hình chiếc lá này. Khi các bạn phóng lên thì nó vừa phải, nếu bạn phóng to quá dàn to quá cái logo ở đây thì có thể nó sẽ bị bể. Nếu logo file PNG của chúng ta nhập vào, các bạn lưu ý là file PNG nhé, mình tô này nó file PNG có nghĩa là cái nền nó trong suốt, thì các bạn có thể lấy nguyên đối tượng như thế này. Còn nếu bạn nhập file JPEG chắc chắn nó sẽ có cái nền màu trắng hoặc màu đen gì đó. Thì các bạn lưu ý. Rồi như vậy thì để làm sao để mà chuyển một cái file như thế này thành file vector thì mình đã trong series trước thì mình có hướng dẫn các bạn là sử dụng công cụ tray, đúng không? Tray là một công cụ rất tuyệt vời để biến một cái hình ảnh bitmap thành cái hình ảnh vector rất là nhanh trong Corel. Ở đây chúng ta sẽ vào bitmap, chúng ta sẽ vào with tray hoặc là outline trace. Thì như vậy outline trace thì các bạn phải chọn vào detail logo, logo cũng được. Nói chung là hai cái detail logo và logo là hai cái mà mình thấy tốt nhất trong cái công cụ này để các bạn có thể chuyển nhanh một cái hình PNG thành một cái vector. Đây. Đó thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ giữ nguyên đường nét của vector này lại.
Đó, khi bắt chuyển thì lưu ý là tất nhiên là cái file của chúng ta khi mà chúng ta chuyển PNG thì cái file chúng ta chất lượng càng cao, cái màu nó càng tốt thì chúng ta sẽ chuyển thành một cái file vector rất là tốt có thể. Thì vậy cái file vector này các bạn có thể thấy là chúng ta có thể phóng lên mà nó không bao giờ bị bể hết cả. Thì trong trường hợp này thì khi các bạn chuyển thành, các bạn thấy là có những cái đường đúng không? Tại vì khi cái file hình ảnh này là nó là một cái hình ảnh chuyển màu gradient thì hay trong Corel người ta gọi là Fortune đó. Motion Field thì các bạn khi mà chuyển thành vector tất nhiên là nó sẽ không hiểu hết được cái bản màu chúng ta chuyển rồi. Cho nên cách khắc phục nó như thế nào rất là dễ các bạn, cái này là kinh nghiệm nha. Tất nhiên là khi các bạn làm thì cái series trước mình không hướng dẫn, đây là những cái mà mình cập nhật cho các bạn, cho nên là nếu các bạn nào chịu khó chú ý series này các bạn sẽ học được rất là nhiều. Theo mình là như vậy. Rồi sau các bạn có thể chọn đây, bạn in group cho mình. À, tất nhiên là khi bạn chuyển qua vector thì cái phần bitmap nó sẽ group lại cho bạn thành một cái đối tượng để các bạn có thể là di chuyển rất là dễ dàng. Sau đó bạn ungroup cho mình. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng công cụ shape. À, cái này là công cụ shape tool. Trong effect chúng ta xin lỗi, trong cái hình cái phần object thì chúng ta sẽ có cái những cái công cụ đây. Shaping, đây là công cụ shaping. Thì các bạn có thể là thấy trên công cái thanh property này, cái thanh toolbar này chúng ta sẽ có những cái shaping ở đây. Thì cái đây là gộp hai đối tượng với nhau. Cái này là gọi là sao, phép bù trừ đó các bạn. Cái này là phép lấy phần chung nè. Cái này là gộp hai phần, hai đối tượng với nhau và trừ đi cái phần dính nhau của nó tới phần chung của nó. Còn này là loại bỏ một đối tượng trừ cái phần dính nhau. Rồi này lấy một đối tượng trừ phần dính nhau. Thì cái này rất là dễ, các bạn cứ thử hai đối tượng với nhau, các bạn sẽ thấy được cái những cái công cụ này, cái ý nghĩa này. Còn cái công cụ này thì tức là nó lấy phần chung, sau đó lấy phần riêng luôn, lấy vừa phần chung và phần riêng luôn. Rồi như vậy trong trường hợp này mình sẽ sử dụng công cụ shaping, đó là cái công cụ mà gộp hai phần lại với nhau đó. Thì sau khi các bạn click một cái thì gộp hai phần lại với nhau thì chúng ta có thể unwrap nó ra. Bạn click chuột phải là wrap cursor bar hoặc Ctrl K. Rồi đây cái tool y chang như thế này. Thì sau khi bạn group lại thì nó sẽ thành một cái vector. Một cái vector mà hiểu đây là đường chứ không phải là shaping nữa. Như vậy thì đường ở đây chúng ta có thể chỉnh nè, nó cái viền ngoài thì các bạn có thể chỉnh là thành những cái line như thế này, hoặc để nguyên. Các bạn có thể chỉnh cái viền khung viền của nó luôn, đó. Khi bạn chọn thành cơ nó mới có này, còn nếu bạn shaping thì chắc chắn không có lựa chọn này rồi. Nó phải phần vô phần offset property các bạn mới chỉnh được. Rồi như vậy chúng ta gộp gộp lại hai cái này rồi thì sau đó thì chúng ta thấy là nó đã thành một cái đối tượng chung với nhau và nó chuyển màu rất là tốt cho chúng ta, có một màu thôi, nó lấy cái màu mà nó trung hòa nhất. Rồi sau đó thì làm sao để giống như cái hình lúc nãy, để mình import lại hình lúc nãy cho các bạn. Hơi dài nha các bạn vui lòng là chúng ta chịu khó một tí để mình hướng dẫn cho đầy đủ luôn, để làm cho nó trọn vẹn, chứ còn mấy cái này là mấy làm bài riêng thì cũng được nhưng bài riêng thì nó không liên kết cho các bạn được. Rồi sau khi các bạn thấy là chúng ta sẽ chuyển từ màu này qua màu này rất là dễ các bạn. Đầu tiên là các bạn tách nó ra, Flex Curl Bar và Ctrl K hoặc là chọn trên đây luôn đó. Đó, sau khi bạn tách ra hai cái đối tượng riêng biệt thấy không? Đó, chúng ta có tách hai cái vector riêng biệt thì chúng ta chọn vào đây. Chúng ta double click vào đây. Đây là hệ màu RGB đúng không ạ? Thì các bạn cứ để RGB cũng không sao, lỡ rồi tại vì cái file chúng ta import là file bitmap mà. Đó, thì màu hệ màu RGB thì cái màu nó tươi hơn. Rồi, thì các bạn có thể là chuyển màu này thành CMYK theo cái màu của bạn cũng được. Đó, chuyển thành CMYK để các bạn sử dụng nó khác tí thôi. Nhưng mà chúng ta in ấn thì nó đúng màu. À, các bạn chuyển lên CMYK đi rồi, sau đó các bạn có thể chọn vào Motion Field nè. Chọn đây nha, Motion Field. Motion Field thì các bạn chọn thì các bạn có thể chấm màu. Chọn vào cái ô hộp màu thứ nhất, bạn click vào đây, các bạn chấm cái màu ở dưới đây. À, rồi sau đó các bạn chọn hộp màu thứ hai, các bạn chấm màu ở lên đây thì nó sẽ tự động chuyển từ màu 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 mà đậm sang màu nhạt hơn, màu cam hơn. Thì ở đây thì các bạn thấy là nó không giống đúng không? Cái này từ ở chân cái chiếc lá và lên đầu chiếc lá thì các bạn cứ lít chuột trái vào đây, không đè chuột trái bạn chuyển thôi. À, bạn chuyển thì cái màu nó sẽ ra đó như vậy. Còn nếu các bạn thấy là nó đây chúng ta là màu đậm rồi nó mới giật nhạt thì các bạn có thể double click vào đây bằng thêm hộp màu, bạn kéo xích lên thì cái màu nó chúng ta sẽ chuyển theo đúng ý đồ của chúng ta hơn. Các bạn có thể thêm bao nhiêu hộp màu cũng được, có thể kéo cái biên độ màu ở đây. À, có thể kéo biên độ màu hoặc chỉnh thông số chính xác ở đây. À, sau đó thì chúng ta có thể nhấn OK thì các bạn thấy là rõ ràng là nó giống nhau hoàn toàn rồi. Nhưng mà nó là một cái vector, còn này là bitmap, các bạn phóng lên thấy bể không? Còn vector bạn phóng bao nhiêu thì chẳng cũng không bể. Còn nếu các bạn kỹ hơn thì các bạn có thể vào đây, sau đó bạn chọn vào Shape Tool. À, thấy chúng ta thấy có những cái nốt thì các bạn có thể xóa bớt những cái nốt này để các bạn thể vẽ lại một cách nó trơn tru hơn nó, thấy không? Bạn cứ xóa bớt những cái nốt mà phụ đi, trừ những cái nốt chính thôi để chúng ta bẻ đường cong cho nó chính xác thôi. À, chúng ta có hoàn toàn có thể xóa những cái nốt giữa này đi, nó chúng ta lại để là những nốt
nó chính thôi, thì các bạn thấy là chúng ta đường nét nó sẽ được phẳng phiu hơn. À, các bạn lưu ý là mình đã hướng dẫn ngay từ đầu là đây là cái cách kết hợp nhau, cho nên các bạn vui lòng theo dõi ngay từ đầu thì chúng ta sẽ hiểu được cái chức năng và làm nó tốt hơn. À, tất nhiên là làm thì chắc chắn là không phải giống như cái file gốc được rồi, không thể hoàn toàn giống file gốc được, nhưng mà chúng ta làm như thế này thì y chang như vậy thì không ai phân biệt được cả. Rồi sau khi các bạn chỉnh một đối tượng xong thì cái đối tượng này cái thuộc tính y chang đúng không ạ? Các bạn cứ vào đây, sau đó các bạn chọn vào edit nè, copy property from, thì bạn cái chức năng này có công cụ dùng đầy, chúng ta sẽ copy những cái property, những cái thiết đặt của những cái đối tượng khác vào đối tượng chúng ta cần thiết đặt. Thì như vậy các bạn ở đây chúng ta sẽ copy cái field của cái hình này vào cái đối tượng này để chúng ta khỏi lặp lại cái thao tác nãy. Sau khi đây chúng ta thấy là nó chưa giống lắm thì chúng ta vào double click vào đây, chúng ta lại chỉnh sửa tiếp cho cái phần vàng này qua bên tay tay trái, đè được trái rồi, ok, chúng ta đã làm được cái logo y chang như là hình ban đầu của chúng ta. Thì ở đây chúng ta tiếp tục sử dụng cái logo này, à, đúng không, được không, rất là dễ nha các bạn. Thì ở đây là vector luôn, sau đó bạn có thể group lại bình thường rồi. Thì ở đây sau khi làm này rồi thì có nhiều bạn rảnh lắm, mình không muốn mất cái file gốc này, thì mình làm sao để giữ cái file gốc mình lại mà vẫn đảm bảo là chất lượng in ấn. Thì sau khi làm xong thì bạn chuyển vào vào bitmap, bạn convert to bitmap để chuyển nó trở ngược lại thành ảnh bitmap với dung lượng lớn hơn và độ nghĩa cao hơn. Sau đó ok, thì cái hình này nó sẽ ngay lập tức chuyển thành một cái hình bitmap. Các bạn phóng lên một lúc nào đó thì nó sẽ bị bể. Đó, thấy không? Nó là một hình bitmap. Rồi, thì cái logo chúng ta đảm bảo chất lượng in ấn và các bạn sẽ không bị mất cái file vector này khi các bạn giao cho nhà in. À, đây là một cái thủ thuật. Nó nhưng mà nhà in thì người ta biết cái công cụ tray thì người ta lại làm ngược lại thôi. Chúng ta vào, nếu bạn đưa file gốc như người ta thì người ta vẫn vào, có thể vào phần object, vào phần xin lỗi, có phải thấy là with tray nè hoặc là outline tray, thì chúng ta để chuyển thành ngược lại logo. Thì đối với dân thiết kế chuyên nghiệp thì người ta những cái thủ thuật này rất là nhanh, không cần phải che giấu để gì hết, thì mình có giấu bao nhiêu thì người ta cũng biết thôi. Rồi ok, chúng ta đã xử lý qua xong cái logo này, mình hướng dẫn phụ thêm logo này. À, rồi chúng ta trở lại với cái file thiết kế ban đầu của chúng ta. Thì như vậy chúng ta đã có phần logo ở đây, sau đó chúng ta sẽ để này màu trắng đi, màu trắng là màu dễ nhìn nhất. Rồi sau đó chúng ta sẽ đánh vào cái nội dung mà chúng ta cần thiết kế trên đây, mình sẽ đánh vào là trung tâm Anh ngữ, hoặc là các bạn có thể copy file text mà cách gửi cho các bạn, chỉnh phông lớn lớn một tí, tại mình thường làm kích thước thật, các bạn có thể làm tỷ lệ cũng được, nhưng mà mình ưu tiên làm kích thước thật thôi, cho nên mình phải chỉnh phông to lên, tại cái phông chữ chúng ta kích thước thật rất là to. Trung tâm Anh ngữ thôi, Anh ngữ ATC. Rồi cái tên Anh ngữ, rồi sau dưới là Center ATC nè. Center là từ của tiếng Mỹ, còn Center là từ tiếng Anh. Center of Language, of Foreign Language, EIGN Language. Đúng không ta? Rồi, foreign. Cái kia là người ta sử dụng tiếng Mỹ. Rồi, Central, rồi language. Rồi, ok, chúng ta đã phần test chính như thế này. Đây là cái từ, cái tên của một cái đơn vị. Các bạn có, sau khi các bạn làm như thế này thì làm sao để tách hai cái dòng này ra? À, đây là một thủ thuật nữa nha các bạn, nếu các bạn học không kỹ các bạn sẽ không biết đâu. Các bạn nhấn Ctrl K. Ctrl đất đã nha. Đây, tại sao mình nói là nhiều bạn sẽ không biết, tại vì khi bạn click chuột phải vào thì không có một cái lệnh hoặc một cái phím nào để bạn tách hai cái chữ này ra cả, tách hai dòng này ra cả, cho nên là chỉ học mới biết Ctrl K, sau đó bạn sẽ tách được hai dòng đơn. Thì đối với đoạn cũng vậy, nếu đây là đoạn, một đoạn văn các bạn dàn trang, bạn muốn tách những cái dòng này ra thành những dòng đơn thì các bạn cũng vẫn có thể nhấn Ctrl K, nó sẽ tách ra những cái đoạn văn đơn cho chúng ta. Đó, đây là thủ thuật không phải ai cũng biết, không phải ai cũng học mới biết, chứ không không học không biết. Rồi sau đó bạn chuyển chuyển vào test rồi Ctrl K. Đó, chúng ta sẽ có cái tên như thế này. Thì đối với cái này thì chúng ta có thể chọn những cái phông, tất nhiên là cái phần này phần shop thôi, phần shop để cho thấy là cái phần shop này thôi. ATC. Đó. Rồi cái phông của cái phần này mình sẽ chọn những cái phông nào thích hợp, tất nhiên là khách yêu cầu phông nào thì các bạn phải chọn phông đó thôi. À, đối với những cái đơn vị người ta có những cái bộ phông riêng thì các bạn phải chọn theo bộ phông của người ta, còn nếu mà mình thiết kế ngay từ đầu mình định hướng cho người ta luôn thì các bạn có thể chọn những phông mình thích để mình định hướng cho người người làm luôn, người khách mình luôn. Thì đây mình xài hai bộ phông chính là phông
UTM và font UVN thì các bạn có thể tải font này trên website của mình hoặc là truy cập những cái trang như Việt Designer Font thì các bạn có thể vào để các bạn tải những font này về. Rất là đơn giản, không có gì khó cả. Rồi cái video này hơi dài cho nên các bạn mình sẽ cắt ra làm hai cái video, các bạn cố gắng theo dõi nha. Mình sẽ làm những phần chính trước, sau đó mình sẽ làm những phần phụ sau. Rồi, ở đây mình sẽ chọn cái phông này. Đây là cái phông mạnh mẽ cứng cáp. Đây, cái phần shape thì mình tất nhiên là mình không thích xài phông Arial, phông mặc định rồi. Phông Arial có một cái đặc điểm mà hay của nó đó là phông Unicode hỗ trợ mọi ngôn ngữ, nhưng mà có một cái đặc điểm là mình không thích ở nó là cái khi mà in đậm lên cái những cái dấu của các bạn. Những cái dấu phần dấu của tiếng Việt á, phần thanh của tiếng Việt á thì nó lại thể hiện yếu quá. Tức là nó nhỏ quá, thành ra nếu bạn nhìn xa là bạn không thể thấy dấu được, nhiều khi là bạn không thấy dấu luôn. Đối với những cái chữ mà mấy bạn để nhỏ trên bố cục. Rồi. Đây, cái phông này thì phông đậm chất Mỹ luôn. Đó. This is a dangerous of foreign language. Rồi ok, đây là phần logo. À, tất nhiên logo của đơn vị thì các bạn phải để thôi, bạn đừng bình phẩm logo của người ta. Nó mất tiêu rồi, khi bạn group lại thì các bạn cần nhấn Ctrl Home là nó sẽ lên lớp đầu tiên. Ok. Nó sẽ lên lớp đầu tiên tại chúng ta có hai bay, ta xóa bớt một bay đi. Tại cái bay kia là mình để một cái logo nữa. Rồi, sau khi bạn thấy như thế này thì các bạn có thể tô trước, tô tạm một cái chữ nào đó, một cái màu nào đó. Tất nhiên là hệ màu này bản màu Semica, các bạn vào Window nè. Bạn vào Color Palette các bạn chọn Semica là mặc định nhé. Rồi. Anh ngữ SSC. Rồi tất nhiên là khách yêu cầu đây là phần mình phải chọn là màu đỏ 1 đô và phải màu đỏ là theo đúng cái màu ban đầu. Còn khách hàng của mình yêu cầu thì chúng ta sẽ có cái nền phải màu 1 đô như thế này. Mình có thể chấm màu đây. Rồi bạn tô. Đó. Rồi các bạn thấy là chúng ta bắt buộc phải lựa chọn một cái màu nền, đó là màu đỏ 1 đô theo ý của khách hàng của mình. Thì như vậy thì khi mà chúng ta thiết lập như thế này thì chữ chắc rằng chỉ có thể sử dụng những cái màu sáng thôi. Thì ở đây thì màu mà sáng thì chắc có lẽ màu trắng và màu vàng là sáng nhất rồi. Đó thì chúng ta có thể sử dụng hai màu này. Tuy nhiên là hai màu này thì màu vàng thì nó sẽ dành cho những cái gì nó sang trọng một tí. Nó có hơn có cái xu hướng về Tết một tí, còn cái logo design này các bạn thấy nó rất là chìm. Thì để khắc phục này chắc chắn bạn phải viền rồi, một cái khung khung tròn chẳng hạn. Khung tròn màu trắng đi để cái logo này nó nổi bật lên. Đó, logo này nổi bật lên. Các bạn có thể group rồi thì các bạn có thể canh bằng rất là đề ship, chọn cái đối tượng mà chúng ta cần canh. Sau đó chúng ta sẽ đề ship chọn cái đối tượng mà chúng ta sẽ sử dụng để mà canh chỉnh. Bạn nhấn C là canh giữa, E là canh canh giữa. Đó thì các bạn sẽ chọn được cái logo như thế này. Thì để không lặp lại chữ SC này mình sẽ xóa chữ SC này ra và để Anh ngữ SC nó trên đây luôn. À, nó không hợp lý lắm thì các bạn thông cảm nha, tại vì cái này là ý của khách hàng rồi. À, đó là nó đây là cái chữ Anh ngữ SC nó lo lên. Đây Anh ngữ SC, như vậy cái cụm này chúng ta có để làm luôn thành cái title luôn. Đối với một số phông thì sẽ gây lag máy khi các bạn chỉnh lớn nhỏ, thì bạn chọn có thể chọn những cái phông khác bạn thích. À, còn thế mình giờ để phông này rồi, chắc chắn phông này rồi, thì nếu bạn thấy cần Ctrl Q, Ctrl Q để các bạn biến nó thành những cái đường curve luôn thì nó sẽ giúp giảm lag khi chúng ta phóng to thu nhỏ hơn. Rồi, sau khi chúng ta đã có cái phần logo, phần title như thế này, các bạn có thể phóng này nó to lên tí. Đó. Rồi, thì sau đó chúng ta sẽ trở lại nội dung chính của cái poster banner này. À, thì ở đây yêu cầu khách yêu cầu là thêm những cái hình ảnh hoạt động của trung tâm vào. Chúng ta sẽ sử dụng chức năng inbox. Chúng ta sẽ vào phần hình ảnh. À, đâu rồi? Nền ngữ đây hình ảnh. Chúng ta sẽ thêm những hình ảnh này vào, chọn ship để chọn nhiều đối tượng, ta thêm vào. Inbox, 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 inbox. Đó, chúng ta sẽ có những hình ảnh như thế này. Thì đối với những hình ảnh như thế này các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ dàn chắc chắn là không để những hình thô này rồi. Nếu các bạn để những hình thô thì những hình ảnh này rất là xấu. À, thứ nhất là nó sẽ nhiều khi nó không cùng kích thước, thứ hai là chúng ta cần phải cắt gọt nhiều để cho những hình ảnh này tuyệt vời nhất. Đó là cái kỹ năng của những người thiết kế chứ không phải là người ta đưa làm sao, thì các bạn cứ để như như vậy thì không hay. Thì đầu tiên chúng ta sẽ để ngang vậy cho nó dễ nhìn. Như vậy chúng ta có thể sử dụng hết hình này nếu khách yêu cầu, còn không thì chúng ta sử dụng một số hình thôi. Đối với những hình này, ví dụ hình này 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 nó trùng với nhau
về mặt ý tưởng, thì tại vì nó một bối cảnh là một ý tưởng thôi, chỉ khác mặt thôi, thì các bạn có thể bỏ bớt để chúng ta giảm bớt những cái đối tượng trùng lặp đi, thì chúng ta sẽ lựa những hình nào xấu nhất thì chúng ta bỏ. Thì các bạn thấy là hai này như nhau thì các bạn có thể bỏ bớt hai này như nhau, cái nào nghiêm túc là chúng ta để. Rồi như vậy chúng ta sẽ còn lại hai này như nhau, rồi chúng ta sẽ còn lại bốn hình. Thì bốn là cái con số, là số 4 thì một số người phong thủy người ta rất là ghét số 4 về yếu tố phong thủy ha, cho nên là các bạn có thể thêm một cái hình nào đó hoặc là bỏ luôn một hình để còn ba đó. Thôi mình bỏ thêm hình đi, còn không có hình nữa để thêm rồi. Thì như vậy thì đối với những cái hình thêm vào thì chúng ta sẽ có những cái hình để chúng ta lồng vào, thứ nhất là hình vuông tròn, thứ hai là hình vuông, hình thoi, hình vuông, thứ ba là hình lục giác, ngũ giác, tất nhiên là hình nào cũng được thôi, nhưng mà đối với những hình mà nó đều như thế này thì chúng ta dễ lồng những hình này lên, giảm bớt sự mất của đối tượng. Thì mình đang sử dụng cái hình tròn nhiều, ở đây chúng ta sử dụng hình tròn rồi thì các bạn có thể ưu tiên sử dụng hình tròn, hoặc chúng ta có thể phá cách tí, chúng ta có thể sử dụng hình 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 vuông, nhưng mà chúng ta sẽ để dạng hình thoi như thế này. Các bạn phá cách một tí thì chúng ta có thể dàn được những cái hình này, nó rất là hay. Rồi như vậy mình sẽ lựa chọn cái khung như thế này, thì để mình làm từng bước thì nó nhanh hơn. Các bạn có thể bố cục những cái khung này sao cho nó hợp lý, tất nhiên là có khung lớn khung nhỏ thì nó sẽ hay hơn là tất cả các khung đều bằng nhau đó. Đó thì chúng ta sẽ có bố cục như thế này để chúng ta thấy được cái phần, để chúng ta có thể lồng cái phần hình vào để làm minh họa thêm cho cái thiết kế của chúng ta theo khách yêu cầu. Còn phần bên đây, tất nhiên là phần bên đây mình sẽ để test những cái test mà quảng cáo, ví dụ như chương trình như gì đó vân vân. Mình để đây cũng được. Rồi thì sau khi chúng ta có tạo những cái khung này, bố cục như thế này, các bạn phải tạo một cái khung đúng không ạ, để lồng hình vào thì bạn copy here, click vào đối tượng, đè chuột phải, thả ở một chỗ bất kỳ, và các bạn chọn copy hoặc move hoặc cancel. Chúng ta sẽ copy được cái đối tượng này, thì các bạn sẽ tô cái hình này màu màu xám đi. Thì tất nhiên là chúng ta sẽ nên viền cho nó, viền các bạn có thể chọn viền ở đây, nhưng mà đây là một shape thì các bạn phải bước chuột phải, còn Ctrl Joker hoặc Ctrl Q thì chúng ta chuyển thành shape. Các bạn có thể chọn viền ở đây, độ dày của viền các bạn cứ chọn đi, tại mình làm kích thước thật cho nên mình phải chọn số rất là lớn nó mới ra được cái viền chúng ta. Sau khi chọn viền này thì các bạn vào phần Object, Convert Outline to Object để chuyển cái viền này nó rời so với đối tượng này luôn, tức là chuyển cái outline thành một cái đối tượng khác. Các bạn lưu ý nha, cái này là một cái thủ thuật, các bạn nếu không để ý các bạn sẽ không biết đâu, và series trước thì mình không hướng dẫn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn luôn để các bạn chú ý. Đó thì nó sẽ chuyển cái viền đây thành một đối tượng khác luôn. Vì vậy chúng ta đã có một cái viền và một đối tượng. Thì tất nhiên là cái viền này thì trong trường hợp này chúng ta không có cần xài cũng được. Đó, thì chúng ta sẽ viền lại cái đối tượng này, nó là mất viền rồi đó, các bạn có thể viền lại 200. Đó, thì chúng ta sẽ có cái viền. Được chưa? Rồi nhưng mà chúng ta lồng hình vào, các bạn chọn chức năng là Power Clip Insight nè. Đó thì chúng ta về lồng vào cái hình vào đây. Thì các bạn thấy là cái viền này nó lớn như thế này, cái thông số rất là lớn. Thì các bạn nhiều khi là các bạn đưa ra nhà in nó, các bạn muốn phóng to thu nhỏ thì cái viền nó sẽ thay đổi theo, không thay đổi theo cái tỷ lệ của chúng ta. Các bạn thu nhỏ thì cái viền nó lại to, đúng không ạ? Thì để cái để mà thích hợp nhất trong trường hợp này thì các bạn không cần phải chọn vào chức năng Offset, Convert Outline to Offset nữa, mà các bạn tạo luôn một cái shape mới. Đó, tức là cái shape này chúng ta không cần tô viền nữa. Các bạn cứ tạo một cái shape mới, Ctrl C, Ctrl V, hoặc là các bạn ra chuột như đãi lúc nãy. Các bạn đè xiết, các bạn co lại, các bạn tô màu khác. Đó, thì các bạn thấy là chúng ta đã có một cái hình mới. Các bạn quét khỏi hai đối tượng, các bạn nhấn C, E. Tại hai đối tượng này như nhau, thì bạn có thể canh giữa nó. Thì như thế này khi bạn phóng to thu nhỏ thì các bạn sẽ đạt được mục đích là nó sẽ không bị mất cái tỷ lệ, đúng không? Thì trong nhiều trường hợp thì chúng ta tùy trường hợp chúng ta sẽ áp dụng những cái cách khác nhau để mà chúng ta có được cái viền. Nãy giờ là mình ý là mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái viền á. Rồi như vậy cái viền chúng ta ở đây thì cái viền nên là màu 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 vàng, tô màu vàng đó. Thì về phần gột này chúng ta sẽ dùng để lồng hình, thì tất nhiên là trong ba cái hình này thì cái hình nào chụp tập thể thì các bạn sẽ ưu tiên phóng to hơn để rõ những cái chi tiết nhỏ hơn. Hình nào bố cục nhiều á, nhiều đối tượng á, thì các bạn sẽ để to hơn và nó mang tính tập thể hơn. Những nào hình nào mà mang tính cá nhân đơn lẻ như thế này các bạn cứ để nhỏ thì nó sẽ hợp lý hơn là các bạn để to. Thì tùy trường hợp thôi chứ không phải lúc nào cũng phải áp dụng cái nguyên lý đó. Đó là nguyên lý theo cái mặt kinh nghiệm của mình. Rồi thì để cho nó đẹp hơn thì các bạn
vào cái hình này, các bạn chọn bitmark, các bạn sẽ chỉnh sửa sơ cái những cái hình này. Tất nhiên là các bạn nào chỉnh sửa kỹ hơn thì các bạn vui lòng là chỉnh bằng Photoshop. Thì các bạn mình ở đây mình sẽ chỉnh hai thông số mà mình hay chỉnh, đó là brightness, độ sáng của cái hình. Bạn chỉnh ở đây. Rồi và cái contrast, độ tương phản của hình, để làm sao đó những cái gương mặt trẻ thơ này nó sẽ đạt cái độ sáng tốt nhất. Và bạn lưu ý là khi bạn in bằng máy in kỹ thuật số công nghiệp á, thì cái màu lúc nào nó sẽ tối hơn trên cái màn hình của các bạn nha. Cho nên các bạn phải chỉnh làm sao đó mình cảm thấy là nó hơi sáng một tí so với con mắt của mình, là khi in ra nó sẽ đẹp. Bạn lưu ý nha, chứ các bạn chỉnh mà tối quá là in ra vừa mắt của mình thôi mà in ra rất là tối, tại vì cái màn hình của bạn lúc nào nó cũng tăng độ sáng để các bạn nhìn rõ và đẹp đối tượng hết, nịnh mắt hết. Nhưng mà in ra thì lại một cái chuyện vấn đề rất là khác. Cho nên bạn phải chỉnh độ sáng làm sao cho nó phù hợp để các bạn in ra là các bạn hợp lý cái màu. Thì cái này cũng tùy, nếu các bạn có máy in trực tiếp thì nó dễ, còn các bạn thiết kế để giao nhà in thì nó khác rồi. Contrast thì chúng ta không nên tăng nhiều quá. Đó, như vậy thì những cái hình này nó sẽ sáng lên và thích hợp để chúng ta in ấn. Rồi sau khi chúng ta đã có cái khung, có hình thì các bạn chọn chuột phải nè, chọn Power Clip Insight, bạn click vào cái hình mà chúng ta cần làm cái khung. Sau đó bạn click, tức là lần đầu tiên các bạn chọn này thì nó sẽ chọn luôn cho các bạn tùy chỉnh kích thước. Còn nếu không các bạn cứ click lại cái hình này, các bạn chọn đây, tùy chỉnh kích thước. Bạn chỉnh kích thước lại, kéo đè shift để nó giữ đi tỷ lệ. Đó. Thì tất nhiên là nó sẽ không hết tất cả những cái mặt ở trong đây rồi, thì chúng ta bố cục mà. Thì bạn có thể chỉnh canh chỉnh sau đó để đừng có dị tật nhiều quá, tức là đừng có mất mặt nhiều người quá, hoặc là cắt ngang đầu người khác vậy đó, nó sẽ không hợp lý. Thì mình sẽ để như thế này thì đảm bảo là một số gương mặt được thể hiện và một số gương mặt bị mất đi, nhưng mà chúng ta sẽ người ta sẽ không có cảm giác là bị mất nhiều quá đó. Nếu các bạn để như thế này nè, đó thì các bạn cái mặt của em bé này đã bị cắt đi và mặt ông thầy bị cắt đi, thì rất là kỳ, rất là vô duyên đó. Thì các bạn phải để ý cái địa chỗ đó, chứ chúng ta thiết kế mà người ta chửi vô duyên thì mình đúng là thiết kế là mình phải cân cân nhắc nhiều lắm đó. Rồi ok, chúng ta đã có một cái hình ở này rồi. Thì đây là cái hình, tất nhiên là để như thế này để lên khung thì nó rất là đơn điệu rồi. Các bạn có thể tạo thêm một số chi tiết nhỏ nhỏ cho nó. Nhấn vào công cụ pen, bạn tạo một cái hình vuông. Cái này thì có nhiều cách tạo khác nhau, thì mình để cho nhanh thì tất nhiên là không có cần chính xác lắm, thì mình có thể sử dụng công cụ pen. Mình để 200 nè, nó được ra một cái vuông. Giờ bạn chọn vào offset nè, convert outline to offset hoặc control shift q, thì các bạn sẽ chọn chuyển nó thành một offset. Thì nó bây giờ nó là một cái hình offset chứ không phải là một cái hình một cái đường đường line nữa. Rồi sau đó bạn chọn đây, bạn có thể quay nó, quay đây là 90 độ nha, để bạn để đây à. Rồi để đây, sau đó bạn lật nó lại. Rồi kéo hình này đến đây, bạn lật nó lại đó. Rồi tất nhiên là sau khi làm hết thì mình phải canh chỉnh lại một lần nữa, chọn chọn đây. Thì có nhiều cách để làm cái hình phụ này, các bạn có thể áp dụng, đó là các bạn sử dụng cái này thì nó cho nó tiện thôi, chứ còn đúng mà để đúng tích kích thước tỷ lệ luôn là các bạn phải sử dụng công cụ shaping rồi. Đó, đây là cái hình mà mình đã tạo ra, và có thể các bạn phải thêm một cái số gì đó cho nó hấp dẫn hơn tí. Đây mình chọn 150 thôi. Đó mình sẽ chọn những đường cắt như thế này đó. Bằng vào object cần qua cơ đó, mình sẽ tạo một cái đường gì đó. Đó, sau đó bằng group lại hết này cũng được để cho nó đảm bảo một cái đối tượng. Rồi chúng ta sẽ xóa cái bố cục mình ta dàn lúc nãy đi. Thì như vậy cái hình này là lớn nhất đúng không? Thì mình sẽ để đây. Đó, khác biệt chưa? Rồi sau đó thì mình có thể copy hình này, lít chuột phải, đè phải, rê, sau đó thả, copy. Sau đó mình unwrap nó đi. Thì cái này mình làm tương tự thôi, chứ các bạn xin lỗi. Các bạn có thể làm rồi copy khung trước cũng được. Nhiều khi mình trang trí thêm thì mình làm vậy cho nó chắc, rồi mình sẽ copy lại chuyện đơn giản. Rồi sau đó các bạn chọn màn hình nè, các bạn lưu ý là có bốn cái nút, thì mình sẽ chọn cái nút này đi để cho nó retract ra, nó phóng cái hình ra. Chúng ta đổi hình khác vào, chúng ta sẽ chọn hình này, sau đó chúng ta vào clip inside vào đây. Kéo lại, kéo lại một cái vị trí nào đó thích hợp. Tất nhiên là ở đây chúng ta sẽ không lấy được hết ba em rồi. Bây giờ làm sao đó để thích hợp nhất thì các bạn có thể lấy tùy thôi. Mình cảm thấy là hai cái này thì nó hợp lý nè. Nó dễ là con mắt hai đầu của các em. Sau đó mình sẽ kéo đối tượng này, sau đó mình có thể copy trước luôn để đây đi, rồi mình sẽ là sử dụng để hình này. Sau đó mình group lại.
Đó, mình sần này thì mình sẽ vừa vừa thôi. Ở đây. Đó, thấy không? Đó, sẽ có những cái sự khác biệt cho cái thiết kế của chúng ta. À, bạn lưu ý đây là giữ luôn nguyên tỷ lệ cho các bạn. Cho nên là tất nhiên cái đường này nó sẽ không bự bằng đường này rồi, không có to bằng. Rồi sau đó mình đã chắc lại nè. Mình thêm lần này chút phải nè. Mình bóp vào. Sau đó kéo lại. Di chuyển cái hình ảnh cho hợp lý nhất có thể. Rồi ok. Mất một ít cũng không sao, đừng mất nhiều là được. Sau đó bạn kéo hình nhỏ nhỏ lại nè. À, hợp lý chưa? Tất nhiên là không nên để hai cái hình này nó bằng nhau, đó là kỳ. Nên có sự lớn nhỏ, đã lớn nhỏ thì lớn nhỏ luôn đó. Ok, thì chúng ta dàn phần hình trang trí thêm thì chúng ta xong rồi, phần test. Nội dung test thì ở đây mình sẽ sử dụng cái nội dung là được cho cung cấp sẵn, ví dụ như là cái chương trình học hay là gì đó. Thì cái tùy cái nội dung banner, ví dụ mình lấy lại cái chương trình này đó. Đây cái này mình đã làm rồi theo ý của khách. Rồi ok, thôi mình sẽ về phần địa chỉ đi, mình sẽ copy địa chỉ bên kia qua đây. Đây phần thông tin liên hệ thôi. Địa chỉ và số điện thoại, tất nhiên là số điện thoại và website các bạn nên để to và hợp lý nhất có thể. À, cái đường này mình chỉ bố cục thôi, các bạn có thể xóa bớt đi hoặc là các bạn cắt điệu một cái là mình sẽ để một cái đường màu trắng đây. Đó, cho nó có sự phân cách rõ ràng. Các bạn lấy chuột phải vào cái hình chéo này để chúng ta bỏ cái viền nó đi. À, và sẽ kéo phần này trắng ra đây. Đây là một cái shape nha bạn, cái hình chữ nhật chứ không phải là một cái đường line đâu. À, nếu mà kỳ quá thì xóa, còn nếu không thì cứ để. Rồi, số điện thoại mình sẽ to lớn hơn. Ok, thì như vậy thì các bạn có thể thêm nội dung phần này thì chúng ta có thể kết thúc cái banner này với yêu cầu đơn giản như thế này thôi. Rồi, sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái những cái nội dung mà được cho sẵn. Rồi mình đã có cái phần test mình mới nhập vô trên đây này. Đây là những phần test mà khách yêu cầu phải để vô cái banner này. Thì như vậy mình sẽ chọn cái phông chung cho nó. Cái phông nào đó thật là dễ thương. Tại vì không có yêu cầu là chúng ta phải có những cái phông mặc định, tất nhiên là phông nào để cho nó dễ nhìn và nó hiện đại một tí. À, để người ta nhìn vào người ta cảm thấy là bắt mắt và dễ theo dõi. Các bạn thấy sử dụng cái phần keo carbon này cũng được. À, mình sẽ sử dụng phông carbon. Cái này còn dấu nhỏ quá thôi bỏ đi, phải có tiếng Việt trong đây nữa. Phông mà mình chọn thì nó trong cái bố cục này các bạn phải đảm bảo một cái phần đó là nó nổi lên cái nội dung, tại vì cái nền chúng ta rút cái màu nó đặc biệt quá, cho nên các bạn phải chọn cái phông nào để cho nổi cái nội dung nó lên nhất có thể. Chứ các bạn chọn phông mỏng quá thì khi các bạn để vô thì cái nội dung nó lại rất là chìm, nó không được nổi. Rồi mình sẽ chọn phòng Hangzhou đi. Cái phòng này đảm bảo là nổi luôn. Rồi như vậy thì sau khi mình đưa vô chắc chắn là mình sẽ chọn những cái màu nó thích hợp, với dùng màu này hoặc là màu trắng hoặc là màu vàng nhạt nè. Mình thôi chắc mình chọn màu trắng trước đi, mình đưa vô màu vàng đi, mình đưa vô. Đưa vô xong rồi mình đã có thể đổi màu sau. Starter, Mover, Layer, Bed, Sketch, Topic, luyện thi, tiếng Anh giao tiếp. Đây những cái phần này thì để như thế này thì rất là xấu các bạn, cho nên là mình sẽ làm sau đó để mình rõ hơn. Những phần này mình sẽ là L để canh trái nha, đánh shift để chọn nhiều đối tượng. L canh trái nè, L canh trái nè, di chuyển cái đối tượng này cách xa một tí. Rồi sau đó mình sẽ chọn ba đối tượng này, mình chọn chữ E để canh giữa nè, top với canh top cũng được. E canh giữa nè, thôi chắc canh lại một lần, canh lại một lần nữa rồi. Rồi đó thì như vậy thì cái này mình hơi chậm, mình chưa có ý tưởng gì hết cho mình sẽ làm hơi chậm. Nếu các bạn có ý tưởng trước thì nó rất là nhanh. Rồi cái này cho lên một tí, các bạn có thể nhấn phím mũi tên để đưa lên đè luôn. Tại cái này kích thước rất là lớn, nếu các bạn không đè mũi tên thì nó không không có di chuyển tốt đâu. Rồi khi các bạn để như thế này thì các bạn nên có một cái biểu tượng gì đó để cho nó nổi bật một tí, có thể là dấu mũi tên hoặc là hình tam giác gì đó. Đó thì các bạn có thể lấy lại hình cái hình mà trong cái logo của chúng ta cũng được để cho nó đồng bộ, hoặc là cái hình dạng dạng tựa tựa như vậy. Thì mình sẽ để cái hình này. À, đưa lên một cái hình nữa, mình màu vàng. Đó, để cho cảm thấy là no bật lên thôi. Sau đó mình có thể copy
Cái đối tượng này đối nhau, có thể group trước đi, group trước để chúng ta canh nó dễ hơn. Để như đây, có thể chọn hình tròn cũng được các bạn, không sao cả. C nè, Shift C để canh đều ba cái nè. À. Rồi sau đó chúng ta quét cái ba này lại để đây. Này hay cần hai cái thôi, các bạn quét cứ ba cái thì chúng ta xóa bớt. Rồi để cho to tối ưu gần nữa thì bạn chọn ba đối tượng, bạn chọn E lại nè, E lại nè, E lại, ok, chắc chắn là ngay rồi. C rồi. À, thì cái này là chúng ta đã chọn xong cái đối tượng, chọn xong cái banner thì các bạn, đây là cái câu khẩu hiệu. Rồi thì cái này nó hơi to, các bạn thu nhỏ lại một tí để cho nó hợp lý cái kích thước của chúng ta, đừng để to quá không nên, làm sao đó để nổi bật nhất thôi. Thì như thế này thì nó tạm chấp nhận được thôi các bạn, tại cái màu nền nó hơi đặc biệt một tí, chứ còn là màu nền nó khe màu trắng thì nó dễ thiết kế lắm. Rồi bạn có thể co nhỏ này lại một tí để cho nó nhìn nó cân đối hơn, để nó đừng có phạm vào cái đường line chia chúng ta đó, nó sẽ cân đối hơn cho các bạn. Rồi nếu mà ở đây chúng ta chưa thêm thấy hài lòng lắm thì chúng ta có thể chỉnh một tí để cho nó nổi bật lên. Rồi rồi ở đây chúng ta có thể chọn thêm một cái số cái đường để mà nó phân biệt một tí so với cái phần này đó, thì các bạn có thể double click vô đây để chúng ta ngưng cái đường đó đây 150 màu trắng thôi, màu vàng nhạt đi đó, con đường này lại để có một sự phân cách nào đó nó cụ thể hơn, các bạn chọn vào Asset con này đó. Ok, như vậy thì cũng tạm chấp nhận được thôi, chứ mình thì mình cũng không thấy cái này nó đẹp lắm, nhưng mà do cái màu nè chúng ta nó khá là đặc biệt cho nên khi mà bạn thiết kế thì mình chỉ hướng dẫn đơn giản như thế này thôi, còn các bạn có thể thêm bớt và thẩm mỹ như thế nào đó thì cái tùy các bạn. Trong những trường hợp cụ thể thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp để thiết kế khác nhau. Thì đến đây chắc các bạn hướng dẫn sơ làm một cái bảng hiệu banner của mình thì xin kết thúc ở đây. Thì mình xin nhắc lại là mục đích của mình đó là review lại cách sử dụng các công cụ, chứ không phải là mục đích của mình để hướng dẫn làm sao đó thiết kế đẹp nhất cho bạn. Cho nên các bạn vui lòng là hiểu được tính chất của cái bài nói của mình để các bạn có thể vui vẻ để tiếp thu những kiến thức này. Xin cảm ơn các bạn và hẹn các bạn trong những cái bài học tiếp theo.